Thế nhưng tại Việt Nam thì đây vẫn là môn thể thao còn khá mới lạ. Từ trước đến nay thì chưa có một tổ chức hay cá nhân nào gây dựng môn thể thao này. Thế nhưng mới đây, một ngày hội khúc cung cầu quốc tế đã được tổ chức lần đầu tiên tại cụm sân cỏ nhân tạo thuộc nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 14 đội nam, 3 đội nữ đến từ Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Việt Nam. Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 kỷ niệm 100 năm tồn tại của môn khúc cung cầu, khẳng định giá trị truyền thống của nó trong lịch sử ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Năm 2008 cũng đánh dấu cột mốc ra đời của môn thể thao này tại Việt Nam. Hôm qua, ngày hội khúc cung cầu lần đầu tiên tại Việt Nam vừa diễn ra đầy ý nghĩa trong 2 ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2008 tại cụm sân cỏ nhân tạo thành phố Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Sự nổ rộ của các hệ thống sân cỏ nhân tạo trong năm nay đáp ứng nhu cầu cho môn futsal ngày càng cao của người dân thành phố đã tạo điều kiện cho môn khúc cung cầu thực hiện những bước đi đầu tiên trong quá trình du nhập vào Việt Nam. Vì mặt sân cỏ là điều kiện cơ bản để có thể cho môn thể thao này. Nhưng đó là điều kiện cần chứ chưa đủ, bởi nếu không có người đàn ông mang tên James Joe này thì mọi thứ sẽ còn rất xa vời. Sau 2 năm làm việc tại Việt Nam, doanh nhân người Singapore luôn mong muốn được cống hiến điều gì đó cho cộng đồng ở đây. Và niềm đam mê khúc cung cầu đã thôi thúc ông giới thiệu môn thể thao này đến với người dân Việt Nam. Tôi yêu khúc cung cầu cả đời, nó mang lại cho tôi nhiều niềm vui và tôi muốn chia sẻ điều đó với bạn bè Việt Nam. Hy vọng tôi có thể làm được điều gì đó cho sự phát triển môn thể thao này lâu dài tại đây. Để có thể thành lập được các đội đại diện cho Việt Nam tranh tài tại ngày hội lần này, từ một năm nay ông đã đến tận các trường, từ trung học cơ sở đến đại học trên địa bàn thành phố, trao đổi với ban giám hiệu và nhắn gửi thông điệp về những cái hay của môn thể thao này đến với các em. Đến bây giờ, đó vẫn là một kỷ niệm khó quên đối với James. Khi giới thiệu đến các trường, họ nói môn này còn mới quá, không nằm trong nội dung các môn giáo dục thể chất tại trường, nên từ chối. Nhưng may mắn là khi nói chuyện với các em học sinh, sinh viên, rất nhiều em tỏ ra hứng thú và đã xin gia đình cùng tập luyện trong câu lạc bộ Taekwondo của chúng tôi vào thứ bảy hàng tuần tại sân Phú Thọ này. Thấy lạ, đến thử, rồi đam mê lúc nào không biết, là cảm giác chung của các bạn trẻ Việt Nam. Lần đầu tiên em tham gia thì em chưa thấy được cái hay của nó, tại vì em cứ nghĩ là nó là môn chơi trên băng, đó là của những người nước ngoài á, cho nên thời gian đầu thì em thấy nó hơi lạ, nhưng mà chơi được một thời gian thì em thấy nó rất là hay, tại vì mình có thể chơi như một môn bóng đá mà có thể tận dụng được cả đôi tay của mình, nên mình có thể vận động gọi nó là toàn thân. Em cũng chưa biết về môn này, nhưng mà khi thầy đến trường, thầy giới thiệu thì tụi em cũng vô chơi để cho biết người ta. Ở trong các môn thể thao như là cầu lông rồi em biết chơi, nhưng mà em không có hứng thú nhiều bằng môn hockey. Sau khi đã thành lập được các đội Việt Nam, tổ chức ngày hội khúc cung cầu này là bước đi thứ hai của James Chu. Việc mời 14 đội nước ngoài đến từ những quốc gia có phong trào khúc cung cầu đang phát triển như là Singapore, Malaysia, Hồng Kông. Ông mong muốn các vận động viên Việt Nam học hỏi được thêm những kỹ thuật mới và quan trọng nhất là tăng thêm niềm đam mê môn thể thao này. Và niềm vui được nhân đôi khi đội Taekwondo A của thầy trò James Chu lại giành được chức vô địch ở giải Nam sau khi thắng đối thủ rất mạnh là Sunday 2030 của Malaysia trong trận chung kết. Sau là suốt lưng lưu đầy căng thẳng, đó thực sự là một bất ngờ. Tôi là người Pháp đến từ câu lạc bộ Mucha Kalien của Singapore. Các bạn trẻ Việt Nam chơi rất hăng, họ trẻ, khéo léo, có tốc độ, nên dù kỹ thuật chưa tốt bằng các đội nước ngoài nhưng đã chiến thắng. Ngày hội hôm nay thật vui, các bạn có thấy các đồng đội của tôi phong cách như thế nào không? Được chia sẻ đam mê môn khúc cung cầu với các bạn bè trên thế giới thật là thú vị. Đối với chúng tôi, đây là một thể thao hấp dẫn thế giới. Tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc ngày hội khúc cung cầu đầu tiên tại Việt Nam. Xin được cảm ơn các bạn đã cùng nhau tổ chức ngày hội như thế này. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau. Với bước chạy đà thành công này, khúc cung cầu đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình du nhập và phát triển tại Việt Nam. Hy vọng ước nguyện lớn nhất của James Chu cùng các đồng sự là giúp cho Việt Nam thành lập đội tuyển quốc gia thi đấu tại các đợt vòng loại Olympic sẽ sớm trở thành sự thật trong thời gian không xa.